Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio lại tiếp tục giới thiệu một đôi bát siêu phẩm mới. Đó là hàng chính hãng của công ty. Bát 40 giờ xếp do công ty The Well sản xuất. Ngày hôm nay em xin giới thiệu cho tất cả các bác một cặp bát xịn, giá tốt, tiếng ca sáng. Cặp bát này em bao cho tất cả các bác tiếng ca cực kỳ hay luôn. Bát 40 giờ xếp của The Well sản xuất các bác nhé. Đây thì các bác đang được xem ở đây. Củ bát của nó là từ 190/76. Đít bát có đôi 4-6 cái lỗ to để tỏa khí tỏa nhiệt. Ở trong đây lót một cái miếng sắt này để chống vật cản rơi vào trong. Với con này thì của nó là hàng chính hãng của công ty The Well, có mã là 15WK300, hàng chính hãng công ty. Con này tiếng ca cực kỳ tốt và các bác chơi được hàng này là hàng chính hãng của công ty nhá. Xương của nó là giờ xếp này này. Đấy, xương giờ xếp, nhưng mà hàng có mã là 15WK300 The Well, hàng chính hãng công ty. Màng của nó sơn dầu bóng, bóng của nó thực hiện bóng mờ, gân vải tẩm dầu 2 gân. Từ 190/76 hàng của công ty như này mà giá thành rất tốt. Bát 40 giờ CF của The Well sản xuất, hàng chính hãng của công ty. Một cặp bát này các bác có thể là sử dụng vào các dòng loa monitor, loa lời, rồi là các dòng loa kéo, rồi là các dòng loa gia đình. Với cấu hình đẹp và chất lượng như thế này nhưng mà lại có cái giá rất tốt. Và giá của con này là bát 40 giờ CF do công ty The Well sản xuất, hàng chính hãng. Đấy. Và có giá là 2,3 triệu một đôi này, được bao ship và nhận hàng, được kiểm tra thanh toán. Các bác có nhu cầu đến bát 40 của The Well xương giờ CF, hãy liên hệ trực tiếp ở cửa hàng Tùng Nguyễn Audio. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và tạm biệt tất cả các bác. Các bác xem video đừng quên tặng like và chia sẻ cho em nhé.